Kính thưa quý vị, mặc dù cơ quan chức năng thường xuyên khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn đối tượng giả mạo cơ quan thi hành pháp luật gọi điện thoại đe dọa vụ án đang bị điều tra để lừa đảo tống tiền nạn nhân, thế nhưng vẫn không ít người nhẹ dạ đã mắc bẫy kẻ gian. Câu chuyện cảnh giác sự thật phơi bày sau đây sẽ giúp quý vị nhận dạng loại tội phạm này và cách phòng ngừa để không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo. Ủa, ai kêu tôi còn ba hả? Ồ, thì là con gái của ba chứ ai. Con gái tôi lớn dữ vậy ta? Ờ, hồi đó người ta nhỏ bây giờ con lớn rồi chứ bộ. Ủa, tự nhiên biết đó, hồi đó nhỏ đó tôi nuôi con có chút xíu sao giờ lớn dữ vậy ta? Thì hồi đó còn nhỏ, bây giờ người ta 30 rồi đó. 30? 30 hôm nay đi đâu à? Bữa nay con đi chợ sớm. Đi chợ sớm? Rồi, kế toán công ty của ba ai làm? Thì bữa nay thôi mà. Ba à, bữa nay con không cho ba cơm. Cho bà húp cháo à? À, không phải, ý của con là bữa nay con sẽ đi chợ nấu thiệt là nhiều món cho ba. Cũng ba này, ba ghẹo con hoài à. Cái nấu nhiều món làm gì? Bữa nay à, hiểu rồi. Nấu ăn mừng ba phải không? Ủa, mừng ba chuyện gì? Thì ba vô bánh đất. Ôi, bán 2 miếng đất người ta đặt cọc 2 tỷ rồi. 2 tỷ? Ừ. Trời ơi, chúc mừng ba nha. Nhưng mà không phải chuyện này. Mà ba lỗ. Ủa, không chúc mừng ba không phải chuyện này là chuyện nào? Bữa nay là ngày đặc biệt, con... Con làm gì? Con định dẫn bạn trai về ngay bắt ba. Con có bạn trai. Ủa, gái ba nhìn cũng được, không lẽ có bạn trai ba? Chuyện nào xui vậy? Ờ, ba, sao ba chọc ghẹo con gái của ba hoài à? Tôi cũng chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. 30 tuổi rồi giờ mới chịu dắt bạn trai. Dạ. Nhưng mà thời buổi này kỹ lưỡng nha con. Thời buổi thông tin mạng nè. Rồi thời buổi này á, ba thấy người ta vì danh vì lợi, người ta lừa gạt quá trời quá đất á. Nếu có bạn trai á, ta phải dắt về cho ba coi mắt. Rồi đâu đó phải biết có gia đình người ta có đàng hoàng không. Không cần phải đẹp trai, nhan sắc cỡ như ba được rồi. Miễn là đàng hoàng, chân chính, siêng năng là từ từ mình phát triển được. Dạ, con biết rồi mà. Ba yên tâm đi ba. Đi đi. Vậy cứ ba cứ đi. Đi đi. Con đi nha. Trời, có bạn trai sắp có chồng rồi đó. Đi nha. Đi đi. Đi. Dạ alo nghe. Dạ alo. Dạ đây là công ty trách nhiệm hữu hạn Cửa Kiến. Dạ, quý khách đặt bao nhiêu bộ ạ? À? Dạ, đặt nhiều chừng nào trả giá chừng đó. À, dạ. Tôi không phải gọi đến đây để đặt nhôm kính. Ủa, ở đây công ty nhôm kính, anh không đặt nhôm kính, lẽ anh đặt kính đeo mắt hả? Xin lỗi ạ. Dạ, ở đây đây không có làm đó. Tôi chỉ gọi để xác minh là đầu dây bên kia. Dạ. Có phải tiếp chuyện tôi là ông Trần Văn Tấn, giám đốc công ty nhôm kính Tấn Tới phải không ạ? Dạ, đúng rồi anh. Xin tự giới thiệu, tôi là Phạm Hoài Phương, thiếu tá. Dạ. Cán bộ điều tra tội phạm ma túy công an tỉnh. Ủa cái gì vậy? Bên tội phạm phòng chống ma túy. Dạ. Ở đây em bán kiến, cửa nhôm, cửa kiến chứ em đâu có bán ma túy. Rồi gọi em chứ vậy? Xin ông hãy bình tĩnh trước khi trả lời mục đích nội dung cuộc gọi này. Dạ. Tôi muốn xác minh nhân thân lý lịch của ông. Tôi sẽ cung cấp một số thông tin cá nhân. Nếu tôi nói đúng, yêu cầu ông xác nhận. Dạ. Ông tên là Trần Văn Tấn, sinh năm 1962. Dạ. Căn cước công dân số 091
0625 53767. Dạ. Quê quán Long Xuyên, An Giang, đúng không ạ? Dạ, đúng anh. Hồi đó quê quán tôi là ở An Giang, Long Xuyên. Nhưng sau này tôi về, tôi định cư ở Kiên Giang rồi anh. Cái đó chúng tôi biết rồi. Dạ. Ông có một người con gái. Người con gái độc nhất của ông hiện là kế toán của công ty ông, đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Sao mấy anh biết hay vậy? Ông chỉ trả lời thôi. Dạ. Còn chuyện tại sao chúng tôi biết thì đó là nghiệp vụ của chúng tôi. Dạ. Tôi có đứa con gái mà vợ tôi không có. Chúng tôi cũng biết là vợ ông đã mất năm 2015. Ủa sao chuyện gì mấy anh cũng biết? Mấy anh hay quá vậy. Đó là nghiệp vụ của chúng tôi mà. Dạ. Tôi cũng xin hỏi ông là tôi có một số việc cần trao đổi rất là quan trọng. Nhưng những thông tin tôi sắp tiết lộ với ông đây, đề nghị ông giữ kín, giữ bí mật. Nếu ông tiết lộ với bất kỳ ai, kể cả người thân, sẽ là tình tiết tăng nặng cho cái tội trạng của ông sau này. Vậy giữ bí mật hết. Vậy nhưng mà tôi có thể nói chuyện với gái tôi được không? Không. Kể cả con gái của mình, ông cũng không được tiết lộ. Dạ, tôi hiểu, tôi giữ bí mật. Dạ, chuyện gì mấy anh cứ nói, mấy anh làm tôi hồi hộp quá à. Rồi. Ông bình tĩnh nghe ha. Dạ. Cảnh sát ma túy chúng tôi đang điều tra một đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia. Các đối tượng khi bị bắt đã khai là ông có liên quan tới cái việc rửa tiền của đường dây này. Không có mấy anh ơi. Trời ơi, nào giờ là tôi chỉ mua bán cửa kiến thôi à. Tôi đâu có biết rửa tiền là gì đâu. Mà tiền rửa nó rách hết. Ông bình tĩnh đi. Ông bình tĩnh. Thật ra chúng tôi làm cái gì cũng chính xác lắm. Công an chúng tôi không có nhầm lẫn. Dạ. Bởi những thông tin cá nhân tôi mới cung cấp, chính ông xác nhận là đúng mà. Dạ đúng. Như vậy tôi tiếp tục nói chuyện nha. Dạ. Thứ nhất, cái việc mà ông có phải chính xác là rửa tiền cho đường dây ma túy hay không thì dạ không, có nói dứt khoát không. Tôi nào giờ làm ăn chân chính, làm ăn đàng hoàng mà. Thì sau khi có cái kết luận điều tra, dạ không mới rõ được. Nhưng cái việc quan trọng, chúng tôi yêu cầu ông thành khẩn hợp tác để hỗ trợ chúng tôi điều tra làm rõ, và đặc biệt là chứng minh anh không có liên quan vào cái đường dây này. Anh thề với anh luôn á, em không có dính lai dáng gì với ma túy đó. Em nói thiệt mà. Rồi. Chúng tôi cũng mong rằng ông sẽ hỗ trợ cho cơ quan điều tra hết mình. Dạ, cái gì tôi cũng hỗ trợ hết. Đặc biệt là để chúng tôi không có bỏ sót tội phạm. Dạ được. Thứ nhất, chúng tôi cần ông thành khẩn trả lời là có phải là ông vừa nhận số tiền 2 tỷ từ hợp đồng mua bán đất? Cái chuyện mua bán đất của em bán kính lắm mà. Sao mấy em biết được luôn vậy? Và số tiền đó vừa mới chuyển vào tài khoản của ông sáng nay. Cụ thể là lúc 9:30. Đúng rồi mấy anh. Dạ, có sao mấy anh? Chúng tôi sẽ nói tiếp chuyện này. Dạ. Vậy thì để hợp tác với cơ quan công an, tôi đề nghị ông, đề nghị cái số tiền ông 2 tỷ đó, số tiền bất chính đó mà cái đường dây tội phạm này chuyển cho ông mà ông đang giữ, ông hãy chuyển về cho cơ quan điều tra chúng tôi để chúng tôi phong tỏa số tiền này lại. Dạ, mấy anh ơi, tôi không biết tiền bất chính là tiền gì hết. Tôi chỉ mua bán bất động sản thôi à. Dạ, tôi có bán 2 miếng đất, người ta có đặt cọc cho tôi 22 tỷ. Tôi biết. Ông bình tĩnh để tôi phân tích cho ông, để ông thấy được cái thiệt hơn. Ông không phải là người kinh doanh bất động sản. Ông bán 2 miếng đất này là cắt lỗ. Ông bán miếng đất này là ông đã lỗ hơn cái tiền khi miếng đất này ông mua vào từ trước. Tôi biết.
Dạ, dạ đúng rồi, em cắt lỗ mấy anh cũng biết nữa. Nghiệp vụ chúng tôi mà. Dạ, tại lúc trước đây khoảng chừng 3 tháng ông cũng đã từng bán cắt lỗ 3 miếng đất khác. Dạ, số tiền ông bán mỗi miếng đất là 1 tỷ. Dạ. Nhưng ông báo lại cơ quan nhà nước chỉ có 300 triệu thôi, để né tránh cái nghĩa vụ nộp thuế với cơ quan nhà nước. Dạ, dạ cái này ai cũng làm vậy mà. Chứ mình bán mà nói giá cao quá, mình đóng thuế nặng. Cho nên thấy ai cũng làm vậy, người ta nói em mới làm theo. Chúng tôi không nói về những người khác, đang nói cụ thể về trường hợp của ông, vì ông có liên quan trực tiếp với một đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Dạ, em ta làm không sao, cho tới em làm em bị dính. Tại em đó, làm doanh nghiệp mà em làm doanh nghiệp đó, rồi nó lỗ lã quá, cho nên em bán mấy miếng đất đó em đắp vô để em tiếp tục sản xuất, để mà làm ăn mua bán đó. Mà mấy anh thông cảm giùm em. Chúng tôi hiểu, nếu như gặp những trường hợp khác thì chúng tôi sẽ đến trực tiếp làm việc và có khả năng là áp tải ông về cơ quan điều tra để tạm giữ. Anh suy nghĩ lại cho kỹ. Việc này thì ông không nên tiết lộ với ai cả. Chúng tôi muốn là ông chuyển vào cái tài khoản của cơ quan điều tra trước giờ hành chính nha. Sau giờ hành chính dạ, là mọi việc sẽ khác đó. Ngày mai khi có kết luận điều tra mà số tiền đó vẫn còn nằm trong tài khoản của ông, có nghĩa là ông đã dính líu trực tiếp vào đường dây tội phạm nguy hiểm này. Cụ thể là còn 10 phút nữa là hết giờ hành chính. Mong rằng ông hợp tác cùng chúng tôi. Bây giờ tôi cúp máy. Trời ơi, tưởng bán được miếng đất để lo cho doanh nghiệp, lo cho công ty, mà giờ dính vô cái đường dây rửa tiền tội phạm á. Chết đi nè, uống nước cái gì nữa. Có cái gì mà lo. Chàng ơi, bữa nay á em thấy anh đi gặp ba em mà mặc sắc phục nữa, nhìn thấy sáng sủa mà đẹp quá ha. Trời ơi, anh thay đồ không có kịp đó. Chứ đáng lẽ là anh về anh thay đồ, nhưng mà vừa tan ca ra thì anh coi đồng hồ lại thì đã đến giờ, anh sợ bắt đợi. Mà sao em thấy anh hồi hộp quá vậy? Em à, em buông tay ra đi. Em đụng anh, ba em ra, ba em thấy ba em la chết luôn đó. Trời ơi, hai đứa mình lớn hết rồi, có gì đâu mà ngại. Anh có ngại mà anh lo. Ủa, tại sao anh lo? Anh nói thiệt chứ, đứng trước mặt tội phạm á, anh không có sợ. Nhưng mà gặp ông và vợ tương lai, anh lo quá em à. Cái gì mà ông và vợ, cưới người ta hồi nào đâu mà kêu ông và vợ. Vậy chứ, bây giờ em muốn anh kêu bằng cái gì? Thì anh kêu bằng chú, bằng bác, được không? Ừ thì bác. Nhưng mà bây giờ bác đâu rồi em? Ba em đang làm việc ở trong văn phòng á, chắc sắp ra rồi đó. Thôi bây giờ nếu mà ba em bận công việc, anh đi về. Ôi kìa anh. Chào chị. Chào bạn. Ủa, ba biết rồi hả? Biết rồi. Em chuyển khoản cho đồng chí rồi mà. Ủa, vụ gì vậy ba? Chuyện này con không biết đâu. Đồng chí nói tôi là giữ bí mật, không cho ai biết, kể cả người thân. Sao tới đây gặp con gái tôi chi vậy? Tại vì xin phép đồng chí
cho tôi đổi giá tôi vô nha. Ồ, vô. Đi vô. Đi vô. Xin phép đồng chí cho tôi ngồi. Dạ dạ, bác ngồi. Tôi chuyển khoản rồi. Chuyển khoản? Không biết đồng chí kiểm tra lại. Kiểm tra? Ủa mà bắt chuyển khoản cái gì? Tôi đã chuyển khoản 2 tỷ nè. Tôi chuyển khoản cho đồng chí rồi nè. Đồng chí kiểm tra lại đi. Bắt chuyển khoản? Mà bắt chuyển khoản cho ai? Đội phòng chống ma túy Phạm Hoài Phương. Đó, cái tên nào? Nguyễn Phương Khang. Ba! Trời ơi, sao ba không nói với con? Con là kế toán của ba mà. Sao ba lại chuyển cho người ta 2 tỷ? Người ta nói với ba là phải giữ bí mật. Ba có xin phép họ tâm tình với con đi, họ cũng không chịu. Nó phải giữ bí mật, giữ bí mật. Nếu không ba không đưa họ 2 tỷ là họ phong tỏa tài sản của mình. Rồi vốn liếng đâu, rồi đất cát của ba đâu. Làm sao mà ba làm ăn được? Bác dạy em bình tĩnh. Con công tác bên cơ quan điều tra, con hiểu rất rõ về quy trình điều tra vụ án. Nếu mà bác có liên quan đến vụ án, đặc biệt là vụ án ma túy, thì cán bộ điều tra sẽ trực tiếp gặp bác hoặc là mời bác lên cơ quan để phối hợp điều tra. Nhưng mà họ nói với ba y chang như là cơ quan công an mà bắt tội phạm gì đó. Không bao giờ có chuyện đó đâu bác. Cơ quan điều tra không bao giờ làm việc với đối tượng qua điện thoại đâu bác ạ. Trời ơi, như vậy là bác đi lừa hả? Trời ơi, chứ còn gì nữa. Có, bà thấy chưa, con nói bà hoài à. Bà đem thông tin cá nhân á, bà đưa lên trên mạng xã hội như vậy đó. Nên tụi nó đánh bắt được cái thông tin của bà đó. Bà có đem thông tin cá nhân đâu, bà đâu có tung lên mạng gì đâu. Thì họ mua đứt thì bà bán, họ đặt cọc thì bà phải đặt công chứng, bà ký giấy tờ với họ chứ. Chỉ cần có bao nhiêu đó là bọn tội phạm nó đã nắm được thông tin của mình rồi bác. Bọn tội phạm bây giờ tinh vi lắm bác à. Chết rồi, bây giờ sao đây? Bây giờ 2 tỷ, 2 tỷ của bà sao đây? Bác bây giờ bác phải bình tĩnh. Bây giờ bác hãy cung cấp số tài khoản mà bác vừa chuyển tiền vào để con liên lạc với bên ngân hàng kịp thời can thiệp để mà phong tỏa cái số tài khoản hoặc là số tiền mà mình vừa chuyển vào đó bác. Số tài khoản là số mấy? Trời ơi, cái điện thoại đây này, để đi con bấm điện thoại cho anh Khang liền. Bây giờ bác cùng con hãy lên cơ quan công an để mình cung cấp thông tin có cơ sở để cơ quan công an khẩn trương điều tra truy bắt tội phạm. Đồng chí, giúp em đi đồng chí. 2 tỷ rồi. Ba, đồng chí đâu mà đồng chí. Anh Khang đây là bạn trai của con. Con định dẫn về ra mắt ba đó. Cứu ba đi con rể. Quý vị vừa theo dõi diễn biến vụ việc đối tượng giả danh cơ quan công an gọi điện thoại đến người dân để thực hiện hành vi lừa đảo, đe dọa người dân bị điều tra, lừa người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt. Để không trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo tương tự như nội dung của tiểu phẩm mà quý vị vừa xem, quý vị cần lưu ý nội dung sau đây. Một là lực lượng chức năng, nhất là lực lượng công an, viện kiểm sát, tòa án, nếu có làm việc với người dân, sẽ có giấy mời, giấy triệu tập gửi cho tổ chức cá nhân và làm việc trực tiếp tại các trụ sở cơ quan, không làm việc qua online hay điện thoại. Như vậy, bà con cần bình tĩnh, không được thực hiện hoặc làm theo hướng dẫn của đối tượng sử dụng mạng xã hội, điện thoại tự xưng là cơ quan công an. Cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của kẻ xấu. Hai là người dân tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản theo yêu cầu của các đối tượng, đồng thời thông báo ngay cho lực lượng công an nơi gần nhất để được hướng dẫn cách phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Ba là không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, căn cước công dân, địa chỉ nhà ở, số tài khoản ngân hàng, mã OTP trên điện thoại cá nhân cho bất kỳ ai không quen biết hoặc khi chưa biết rõ nhân thân lai lịch. Quý vị thân mến, chương trình Câu chuyện cảnh giác phát sóng kỳ đầu tiên do Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Kiên Giang thực hiện. Đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.